hãy cùng khám phá nào. Đội cứu hộ gấu trúc nhỏ hãy khởi hành ngay. Đội cứu hộ của bé gấu trúc đã tìm thấy mục tiêu. Các anh hùng nhỏ của đội cứu hộ ơi, giúp tôi với. Để mình lo chú quái dị long này. Đồng hồ phép thuật kích hoạt thiết bị biến hình. Cơ thể to lớn, cái đầu nhỏ, người mạnh mẽ, tổ trưởng Kiki siêu biến hình, khủng long biến hình máy. Hãy đuổi lũ khủng long Allosaurus đi nhé. Ngôi tia sáng khủng long phiến sự. Ngôi tia sáng khủng long phiến sự. Quá, lũ khủng long Allosaurus chạy hết rồi. Đội cứu hộ làm tốt lắm. Cô thằn lằn mái nhà ơi, để mình kiểm tra cơ thể cô xem có vết thương nào không nhỉ. Đồng hồ phép thuật kích hoạt thiết bị khám. Kết quả kiểm tra cho thấy cô thằn lằn mái nhà rất gầy yếu và thiếu dinh dưỡng. Hình ảnh quét vùng lưng cho thấy các mảng xương bị tổn thương nghiêm trọng. Hãy đi điều trị cô thằn lằn mái nhà ngay. Bắt đầu điều trị. Thiên đường khủng long, khi nào rảnh thì bạn đến chơi cùng chúng mình nhé. Tuyệt quá, hãy đi cùng nhau. Chúng ta có khủng long mới, hãy đi tìm một số loài khác. Đây là một cuốn sổ tay minh họa vừa được quét. Khủng long phiến rừng. Hãy trả lời cùng nhau. Thằn lằn mái nhà có gì đặc biệt? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Đuôi của thằn lằn mái nhà trông như thế nào? Bạn đúng rồi, thật đáng kinh ngạc. Hãy khôi phục hình dáng của thằn lằn mái nhà. Đầu, thân, các tấm sau lưng, đuôi. Bạn đúng là một chuyên gia khủng long, cảm ơn bạn nhé.
có đủ đá quý để làm sạch khu vực. Năng lượng của đá quý được thu thập, robot xây dựng, chúng mình hãy bắt đầu làm việc thôi. Việc mở rộng thiên đường khủng long đã hoàn thành.